Nam Mô Bụt. À dạ. Nam dạ. Con là xin thành kính. Mà ngày ta mình đã thường tỏ mình hành để được nguyên thông. Kính chào mà sư Tuệ Tấn. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị nữ. Kính thưa quý vị. Tiếp tục được nghe thờ thuyết giảng chương trình của ngài Tỷ Siêu. Và bây giờ thì sẽ chờ đợi trong vòng 7 phút nữa thì ngài Tỷ Siêu sẽ quan lâm vào trung. Sẵn ở đây thì có Phật tử Xuân Mai thì chúng tôi cũng báo cho chúng tôi đã nhận được cái phần kinh sách do Phật tử Xuân Mai gửi về rồi nhé. Dạ. Bây giờ thì đã 7 giờ rồi mà chưa thấy ngài Tỷ Siêu vào, chắc có lẽ ngài đang online. Quý vị quan nghĩ chờ chúng tôi một chút. Thứ 7 vừa rồi thì chúng tôi do bận công việc nên có vào trung, không biết lớp học ta học đến bài không biết không biết xin lắng có mặt ở trước máy hay không. Sư Quang Hỷ liên lạc với sư phụ Tỷ Siêu, coi sư phụ có bị trục trặc về internet hay không. Sư Tuệ Tấn Quang Hỷ liên lạc giùm. Hôm nay thì không biết sao mà không biết ngày gì mà room của chúng ta có nick ngộ. Lạ. Dạ, quý vị quan hỷ chờ đợi trong giây lát nha. Lại phục sinh bên bên công giáo, thành ra chúng ta được
mỗi nít được một xăng lá cây. Vì chờ cái siêu hòa đạo này khoảng chừng 1-2 phút nữa chúng ta sẽ được nghe. Dạ, con xin thành kính đánh lễ đến sư phụ vị siêu vừa quanh không biết sư phụ nghe rõ được âm thanh của con hay không. Nếu sư phụ nghe rõ được thì xin sư phụ quan hỷ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, đây thì con thấy đại chúng ở trong cung thỉnh sư phụ từ bi quan hỷ thuyết giảng chương trình diệu pháp chuyên đề. Con xin dành thành kính cung thỉnh. Nam mô tất sa phụ hạ tô ar hạ tô sa ma sâm phụ tất sa. Nam mô tất sa phụ hạ tô ar hạ tô sa ma sâm phụ tất sa. Nam mô tất sa phụ hạ tô ar hạ tô sa ma sâm phụ tất sa. Bụt thanh chạ tham manh chạ sang thanh chạ đà rê vân đê mi. Đệ tử xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chư Tăng. Kính bạch chư tổng đức kinh thường với tổng ngữ và chư Phật tử, hôm nay chúng ta sẽ học qua phần mới vừa rồi chúng ta học về cái pháp thiện trong duyên hệ, cái pháp bất thiện trong duyên hệ và pháp vô ký trong khi mà chúng ta nói đến cái pháp thiện trong duyên hệ đóng cái vai trò là năng duyên, thì ở đây chúng ta có
chúng ta cần phải phân biệt duyên và phát triển sở duyên. Chúng ta học phát triển năng duyên là chúng ta tìm nhân sanh ra quả. Chúng ta lấy nhân tìm ra quả. Còn khi mà chúng ta học phát thiện sở duyên đó, là chúng ta tính quả tìm nhân. Ở đây trong cả hai trường hợp này đều có lợi ích, có lợi ích cho chúng ta cả. Nhưng ở đây khi mà chúng ta nói đến phát thiện làm năng duyên trong nghệ thì tính ra có nhiều duyên, nhưng mà khi chúng ta nói đến phát triển ở trong cái trường hợp làm sở duyên, tức là được năng duyên khác trợ tạo, thì ở đây chúng ta có những trường hợp. Hôm nay thì có lẽ là chúng ta chỉ học pháp thiện sở duyên, rồi tuần sau chúng ta học pháp thiện pháp bất duyên, rồi tuần tới là chúng ta học về cái pháp vô ký sở duyên. Về chi pháp thì phát hiện đây cũng vẫn là ba mươi bảy tâm thiện, 38 tâm sở phối hợp với tâm thiện. Nhưng mà khi phát hiện làm sở duyên thì chúng ta còn tùy trường hợp mà chúng ta nói đến, chứ không phải lúc nào phát hiện này nó cũng là sở duyên cho tất cả các duyên. Thí dụ như trường hợp phát hiện sanh lên nhờ cảnh duyên là pháp bất thiện, thì ở trong trường hợp đó chúng ta loại trừ pháp thiện đáo đại và pháp thiện siêu thế ra. Bởi vì pháp bất thiện làm cảnh để suy quán, để cho tâm thiện suy quán, chỉ là tâm thiện giới thôi. Còn thiện siêu thế thì sanh khởi nhờ cảnh duyên là niết bàn, là pháp vô vi. Thiện sắc giới sanh khởi nhờ cảnh duyên là pháp chế định, định một chế định. Còn thiện vô sắc thì có hai trường hợp. Nếu thiện không vô duy xứ và vô sở duy xứ thì cảnh duyên thì trở ra trở sanh, đây là pháp chế định. Như nói đến thiện thức vô duy xứ, thiện phi tử vô duy xứ thì cảnh duyên là pháp thiện.
Vâng vâng. Ở đây chúng ta phải hiểu như vậy. Nhưng có vấn đề là khi mà chúng ta học cái chiều xuôi thì chúng ta dễ nhận ra. Chẳng hạn như pháp trợ pháp thiện, pháp thiện trợ pháp vô kiến, pháp thiện trợ thiện vô kiến, chúng ta nói theo cái cách xuôi thì chúng ta dễ hiểu, dễ nhận. Nhưng mà khi chúng ta nói đến cái cách ngược lại thì nhiều khi chúng ta nhận không ra thôi. Cho nên cái chỗ này chúng ta phải học chậm chậm là một chút để chúng ta nhận. Nhưng ở đây đó, thì anh nói tóm tắt nó có bốn vấn đề như thế này. Chúng tôi nói đến pháp thiện sở duyên thì quý vị phải chú ý là chúng ta phải nêu trước. Nhưng mà nêu một cách như sau: pháp thiện sanh lên nhờ pháp thiện làm duyên, là trường hợp thứ nhất. Chúng ta gọi đó là pháp thiện sở duyên. Chẳng hạn như bốn duyên quẩn thiện là do nhờ sự trợ duyên của sáu nhân tương ưng, hay của ba nhân tương ưng thiện. Ba nhân thiện đó là vô tham, vô sân, vô si. Thì trường hợp này thì chúng ta nói pháp thiện sở duyên nó sanh khởi ở nhân thiện, nhưng mà nhờ một cách là đồng sanh, nhờ một cách là tương ưng với nhau. Và thứ hai, pháp thiện sanh lên nhờ pháp thiện khác làm cảnh. Đó là trường hợp bốn duyên quẩn thiện sanh khởi. Suy xét pháp thiện đã làm như là bố thí, trì giới, tu thiền, rồi sau khi xét lại cái pháp thiện đó, lấy pháp thiện đã qua đó làm cảnh, thì pháp thiện ngay trong hiện tại sanh lên. Thì như vậy chúng ta gọi trường hợp này là pháp thiện làm sở duyên trong cảnh duyên. Và trường hợp pháp thiện sanh khởi nhờ pháp thiện làm cảnh trưởng, nhờ pháp thiện khác làm cảnh trưởng, thì đây là trường hợp mà chúng ta nhớ là khi mà thì nhục giới hợp trí của bậc hữu học
phản kháng, tức là xét lại tâm đạo mình đã chứng, hay là dùng tâm thiện mà phản kháng chi thiền mình đã chứng. Thì như vậy chi thiền thiện, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới, hay là thiện siêu thế là tâm đạo, đó là pháp thiện làm cảnh trưởng cho cái tâm thiện nghiệp giới sanh lên, là cảnh trưởng, là cảnh trưởng cho tâm thiện. Trường hợp thứ tư là tứ kinh uẩn thiện sanh khởi do nhờ dục trưởng, cần trưởng, tâm trưởng, thẩm trưởng để trợ giúp bằng cách đồng sanh. Như vậy thì trường hợp này pháp thiện sở duyên đó nó được trợ giúp bởi cái pháp thiện sinh trưởng. Rồi thứ năm, pháp thiện là cái sát na đang sanh. Pháp thiện này sanh khởi được là do nhờ pháp thiện sát na trước trở bằng cách là vô gián duyên. Thì như vậy thiện sở duyên ở đây với thiện năng duyên đã diệt, lần đó ly khước liệt. Không có đồng sanh chung với nhau. Thứ sáu, phát thiện sở duyên để sanh khởi là do nhờ cái pháp thiện, tức là nhờ uẩn thiện khác nó đồng sanh và nó trợ. Thí dụ như một cái chân ghế này nó nhờ ba cái chân ghế kia nâng đỡ mới đứng được. Hai chân ghế trước nhờ hai chân ghế sau nâng đỡ mới đứng vững. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta gọi là pháp thiện sở duyên, nhờ pháp thiện năng duyên trợ bằng cách là câu sinh duyên. Thứ tám, phát triển sở duyên sởi là do nhờ sự giúp của các danh quẩn thiện lẫn nhau, tương lẫn nhau, giúp lẫn nhau, thì vậy gọi là hỗ tương duyên. Lại nữa, thứ chín,
là phát triển. Ở trong độ tâm là tâm động lực. Phát triển thứ bảy, động lực thiện thứ bảy, sinh khởi là nhờ có, nhờ sự trợ duyên và động lực thứ sáu. Và cách động lực thứ sáu là nhờ động lực thứ năm đã diệt trợ bằng cách là trùng dụng duyên. Động lực thứ năm sinh khởi được là do nhờ động lực thứ tư vừa vừa diệt trợ bằng cách là trùng dụng duyên. Động lực thứ tư được sanh lên là do nhờ cái động lực thứ ba, động lực thiện thứ ba vừa diệt trợ bằng cách là trùng dụng duyên. Động lực thứ ba đó sanh khởi là do nhờ có động lực thứ hai vừa diệt trợ bằng cách trùng dụng duyên. Động lực thứ hai sanh khởi là do nhờ có động lực thứ nhất vừa diệt. Thì như vậy bảy cái động lực thiện này sanh khởi là do nhờ sát na động lực trước vừa diệt. Thì đây chúng ta gọi là trùng dụng duyên. Lại nữa, các danh quẩn thiện sanh khởi nó còn có một cái động lực khác trợ duyên, đó là danh thực, tâm sở xuất, tâm sở tư và chính thức quẩn thiện. Gọi là xúc thực, tư niệm thực thực. Cách quẩn thiện, cách danh quẩn thiện được sanh khởi là do nhờ này trợ duyên. Cũng thuộc giống con sắc. Lại nữa, bốn danh quẩn thiện sở duyên sanh khởi là do nhờ cái mãnh lực sanh khởi là do nhờ có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, mạng quyền, ý quyền, thủy quyền và xã quyền ở trợ duyên. Cho nên trường hợp này được gọi là phát hiện sanh lên là do nhờ câu sanh quyền duyên. Rồi lại nữa, phát hiện sở duyên hiện khởi do nhờ sự trợ duyên của các chi thiền như là tầm, tứ, hỷ, lạc, định và xả. Thì như vậy đây chúng ta gọi là câu sanh, gọi là thiền na duyên. Lại nữa, các danh quẩn thiện được sanh lên là do nhờ tám chi đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Trợ giúp
mà cách đồng sanh chúng ta gọi đây là đồ đạo duyên. Và cuối cùng trong cái giống đồng sanh đó thì khi mà quẩn thiện này sanh khởi là do nhờ ba quẩn thiện kia trợ giúp, ba quẩn thiện kia được sanh khởi là do nhờ quẩn thiện này trợ giúp. 1 trợ 3, một quẩn được ba quẩn trợ, ba quẩn được một quẩn trợ, hai quẩn được hai quẩn trợ, thì như vậy chúng ta gọi đây là tương ương duyên. Nhưng mà đặc biệt cuối cùng thì trường hợp phát thiện sanh khởi nó cũng do nhờ cái tập quán quen làm thiện chứ không phải là không có. Một người có cái tập quán quen làm thiện á thì bây giờ cái tâm thiện sanh khởi nó dễ. Thí dụ như một người họ quen bố thí, cho nên gặp dịp đáng bố thí thì họ bố thí dễ dàng. Một người quen giữ giới, khi mà gặp một trường hợp cần phải giữ giới ngăn ngừa ác hạnh thì họ rất dễ khởi lên tâm thiện để giữ giới. Một người tu tập thiền định, chánh niệm tỉnh giác, nhờ quen, nhờ tinh tấn quen đi, cho nên khi mà muốn cần lúc nào tâm thiện sanh khởi, chánh niệm tỉnh giác thì sanh khởi dễ dàng. Thì đây là do tâm thiện khởi lên là do nhờ có thừa cận y duyên là thiện trợ giúp. Thì như vậy vừa rồi là chúng ta đã duyệt qua 15 duyên, và trong đó có phát thiện là sở duyên, phát thiện sở duyên nó sanh khởi được bằng 15 duyên như thế. Trình bày như thế này đó thì các học viên ở ví dụ pháp lúc ban đầu chúng ta nghe chúng ta hơi rối, bởi vì từ hôm trước đến giờ là chúng ta đã có thể nắm bắt được ý nghĩa của thiện sở duyên. Chẳng hạn như phát thiện làm cảnh, phát thiện làm nhân duyên, phát thiện làm cảnh duyên, đúng không? Thì cái đó chúng ta gọi là năm. Còn bây giờ khi chúng ta nói đến phát thiện làm sở, có nghĩa là phát thiện sanh lên do thiện nhân duyên, phát thiện sanh lên do thiện cảnh duyên, phát thiện sanh lên do thiện cảnh trưởng duyên, phát thiện sanh lên do câu sanh trưởng, do thiện câu sanh trưởng duyên, phát thiện sanh lên do thiện vô gián duyên, phát thiện sanh lên do thiện câu sanh duyên, sanh lên do hữu thiện hữu tương duyên, đúng không? Thì ở đây chúng ta nghe qua chúng ta hơi thoáng, chúng ta hơi khó nhận, bởi vì nó hơi trái lại một chút. Cũng giống như tình trạng hiện chúng ta thường quen bước đi bước tới, nhưng mà chúng ta lại không quen bước lui. Một người nào đó mà họ ở tập thể dục exercise để họ trị cái tình trạng mà thần kinh thường hay mất thăng bằng, thì họ tập đi tới, họ tập bước lui, họ tập bước lui đó thưa quý vị,
nó sẽ giúp cho cái sức khỏe thận, cái hệ thần kinh của họ rất tốt. Lúc ban đầu thì bước nuôi là lão đảo, có thể là đi xéo, có thể là bị va chạm, bị dắt chân. Nhưng mà một người họ quen rồi, họ đi tới họ bước 10 bước, họ bước lui họ cũng bước 10 bước với cái khoảng cách bước như vậy, dần dần họ sẽ quen đi, họ sẽ đi ngay hàng, bước tới cũng đi ngay hàng được và bước lui cũng đi ngay hàng được. Và lúc đầu thì hơi lúc trống chút, cũng giống như một tài xế lái xe, có người họ quen chạy tới, nhưng mà khi ghe chiếc xe lại phía sau thì họ ghe xe không có chính xác theo cái lên đường. Nhưng mà với tài xế mà thuần thục, cái tài lái thuần thục thì họ đi tới cũng được, họ chạy tới cũng được, mà họ ghe ngược lại cũng được. Thì ở đây khi mà chúng ta học về sở duyên, giống như là chúng ta học bước lui, còn khi chúng ta học năng duyên là chúng ta học bước tới. Cho nên nó hơi có một chút khó khăn cho chúng ta, nhưng mà chúng ta nghĩ rằng cái này là cách mà chúng ta luyện tập cái trí tuệ, cách mà chúng ta luyện tập trí tuệ. Cũng như chúng tôi thường nhắc đây là khi mà chúng ta niệm hồng danh Đức Phật cũng vậy, chúng ta cứ quen Itibiso Phatwa Arahang, Itibiso Phatwa Sama Sambutu, Itibiso Phatwa Kucha Charana Samadu, Đức Thế Tôn Bậc Ưng Cúng Chánh Minh Tri Minh Hạnh Túc, Thiện Thể Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ Địa Ngữ Trưởng Phu Thiên Như Sư Phật Thế Tôn. Nhưng mà khi chúng ta đọc ngược lại, Ngài là Bậc Thế Tôn Phật Thiên Nhân Đạo Sư Địa Ngữ Trưởng Phu Vô Thượng Sĩ Thế Gian Giải Thiện Thể Minh Hạnh Túc Chánh Minh Tri Ưng Cúng. Thì thưa quý vị, khó lắm. Cho nên nếu mà chúng ta tập cái chánh niệm một chút thì chúng ta đọc tới cũng được và chúng ta đọc lưu cũng được. Cứ là Arahang Sama Sambuddho Vicha Charana Sambano Sukato Loka Vidu Vanutaro Purisa Damasarathi Sattha Deva Manusa Nang Kutho Phatwa. Rồi Phatwa Kutho Sattha Deva Manusa Nang Purisa Damasarathi Anutaro Loka Vidu Sukato Vicha Charana Sambano Sama Sambuddho Arahang. Thì khi chúng ta đọc xuôi đọc ngược được đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới gọi là một người thiện xảo. Cũng như chúng ta học trong duyên hiện như vậy, chúng ta học cách thuận tùng anuloma đối lập pacitika chúng ta đọc được, hay là anuloma patiloma là chúng ta học đọc xuôi cũng được mà ngược cũng được. Khi mà chúng ta học thiện trợ thiện là chúng ta học tăng duyên trợ sở duyên cũng được, mà chúng ta đọc chúng ta học là pháp thiện sanh khởi nhờ thiện trợ giúp, thì đó là chúng ta học theo cái cách gọi là thiện sở duyên, nhờ thiện tăng duyên trợ bằng cách vô nhân duyên vân vân, hay là bằng cách nhân duyên cảnh duyên đó. Thì cái cách mà chúng ta học để chúng ta luyện cái trí tuệ và trí nhớ của chúng ta như vậy, nó cũng sẽ đem lại cho chúng ta một kết quả tốt. Nhưng mà cái này phải chánh niệm ghê lắm thưa quý vị. Cho nên ở đây chúng tôi muốn thử học cái cách này, thử dạy cái cách này để xem coi các học viên chúng ta có thể nhận được hay không. Nếu mà nhận được đó, thì chúng tôi tiếp tục, còn mà không chúng tôi chuyển qua cái chương trình khác. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta còn một cái loại
một cái trường hợp pháp thiện năng duyên nữa. Cái trường hợp pháp thiện mà năng duyên đó, khi nãy là chúng ta nói pháp thiện sanh khởi do nhờ pháp thiện khác làm năng duyên. Pháp thiện sở duyên sanh khởi do nhờ pháp thiện khác làm năng duyên. Bây giờ chúng ta sẽ học thứ pháp thiện sở duyên cách thứ hai đó. Tức là pháp thiện trở duyên, pháp thiện sở duyên sanh khởi do nhờ pháp bất thiện làm năng duyên. Cái trường hợp này các vị phải ghi nhận. Trường hợp thứ hai là pháp thiện sở duyên sanh khởi do nhờ pháp bất thiện năng duyên. Nhờ pháp bất thiện năng duyên trở bằng cách nào? Ở đây thưa quý vị, pháp thiện sở duyên sanh khởi do nhờ pháp bất thiện trợ bằng cách làm cảnh duyên, trợ bằng cách làm thường cận y duyên, chỉ có hai duyên đó thôi. Pháp thiện mà sanh khởi do nhờ pháp bất thiện làm cảnh duyên là trường hợp thế này. Khi mà chúng ta là vị hành giả tu tập chánh niệm tỉnh giác, gọi là khi chúng ta chọn cái phương pháp tu là tâm quán định xứ, là citta vipassana đó, thì ở đây thưa quý vị, khi mà tâm có tham sanh khởi, tâm thiện chánh niệm biết rõ đây là tâm có tham, tâm sanh khởi có sân, thì chúng ta nhận biết rằng, chánh niệm biết rằng đây là tâm có sân. Tâm có si hay là tâm phóng dật hoặc là tâm bị hôn trầm, nó sanh khởi, nó vừa sanh thì phát hiện chánh niệm đó, nhận thức được rằng đây là tâm có si, đây là tâm hôn dật, đây là tâm bị hôn trầm. Lấy pháp bất thiện làm cảnh đi mục để chánh niệm, thì như vậy pháp thiện này sanh khởi là do pháp bất thiện làm cảnh duyên. Hoặc là khi một bậc thánh sau khi chứng đắc được đạo quả, bậc thánh hữu học sau khi chứng đắc đạo quả, thì vị đó dùng cái tâm thiện, dục giới, học trí để phản kháng phiền não mình đã đoạn trừ. Như vị tu đầu quần thì phản kháng những cái phiền não như thân kiến và nghi giới cấm thủ đã được đoạn trừ. Còn bậc A-la-hán thì phản kháng, tức là suy xét lại cái phiền não dùng ác rồi xong mình đã giảm nhẹ. Còn vị A-la-hán thì dùng cái tâm địa dùng giới hợp trí, tâm đại thiện hợp trí để phản kháng lại dùng phiền não dùng ác rồi xong đã đoạn trừ. Thì như vậy đối với bậc hữu học thì dùng cái tâm thiện phản kháng phiền não kiết sử đã đoạn trừ, đây chúng ta gọi là pháp thiện sanh khởi do pháp bất thiện làm cảnh duyên. Còn trường hợp khác là pháp thiện sanh khởi do pháp bất thiện làm thường cận cái duyên. Thí dụ như một người học khởi lên cái tâm thiện là do khi mà bị phiền não
lúc đó, lúc bây giờ họ nhàm chán cái sự đau khổ do phiền não đó, do cái sự nhàm chán này mà họ khởi lên cái tâm thiện hướng đến cái sự tu tập. Ví dụ như một người bình thường khi mà họ vui vẻ hạnh phúc đó, thì họ không nghĩ đến tu tập, nhưng mà khi họ có chuyện gì đau buồn sầu muộn, chẳng hạn như là ở đây trong số hàng Phật tử ở tại Vĩnh Long cũng có gia đình trước đây họ không có thích tu tập, nhưng mà kể từ khi đứa con trai của họ chết, lúc bây giờ họ buồn rầu, họ sầu muộn, cái họ đi tìm cái chỗ cái nguồn an ủi tinh thần, thế là họ đi đến chùa và từ đó họ quy y Tam Bảo, và cho đến ngày hôm nay họ đã trở thành Phật tử thuần thành. Thì đây là trường hợp mà chúng ta nói có người phát hiện sanh khởi do phát bất thiện làm thường cận y duyên, họ quen hãy khởi lên phiền não thì họ sẽ khởi lên tâm thiện, hãy có phiền não thì khởi lên tâm thiện, cứ như thế. Nó cũng giống như trường hợp là một người có cái sức khỏe, một khi mà có cái vi trùng bệnh mà nó xâm nhập vào cơ thể thì lập tức cái kháng thể nó sẽ mạnh lên để mà nó chống trả những cái vi trùng bệnh đó. Còn bình thường thì kháng thể đó không có, nó không có mạnh, nhưng mà khi có cái sự bệnh tật thì họ mạnh lên. Cũng giống như một người bình thường họ yếu, nhưng mà khi có cái sự nguyên biến thì họ trở nên mạnh mẽ. Rồi lúc đó có cái sự kiện ở trên Sài Gòn, thưa quý vị, nhà ở trên chung cư ở tầng 2, ở khi mà ở đầu kia mà bị phát quả quạng bốc cháy, thì anh chàng nọ anh ta bị tiếc của cho nên anh ta cổng cái tủ tiền bạc quần áo của gia đình đó, anh ta cổng hơi xuống dưới lề đường, đến chừng người ta dập được đám cháy thì khiêng lên người ta không khiêng nổi, anh ta phải nhờ người khác khiêng tiếp. Người ta hỏi về nãy cái tủ ai đi xuống, nói tôi đi xuống mình à. Cho nên đây trường hợp đó cũng là cái thường cận y duyên, đúng không? Bình thường thì cái tâm không gắn bó tu tập đâu, nhưng mà khi bị phiền não đun nấu rồi thì tự nhiên họ hướng thiện nhanh lắm. Thì đây cũng là trường hợp phát thiện sanh khởi do pháp bất thiện làm thường cận y duyên. Nhưng mà cái điều đó thì cũng hay, thưa quý vị, cái này cũng hay hơn là những người mà dù bị phiền não họ cũng không có hướng tâm tu hành. Thì cái trường hợp giống như con ngựa dầu cho bị đánh chết cũng không chịu chạy đó. Thì ở đây chúng ta phải nhớ cái thường cận y duyên này, nhiều khi phát thiện sanh khởi do pháp bất thiện làm thường cận y duyên thúc đẩy, cái điều đó cũng tốt, mà tự chúng ta phải học cái cách đó cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta bình thường lấy cái phát thiện làm cảnh duyên, làm thường cận y duyên để trợ tâm thiện thì càng quý hơn, thù thắng hơn. Nhưng mà trong trường hợp mà nếu lấy pháp bất thiện làm cảnh duyên, làm thường cận y duyên cho phát thiện sanh khởi thì điều cũng tốt. Rồi bây giờ chúng ta lại nói đến cái trường hợp thứ ba đó, là trường hợp phát thiện sanh khởi do pháp vô ký làm năng duyên. Thế nào là pháp thiện sở duyên
sanh khởi do nhờ pháp vô ký làm năng duyên. Ở đây thưa quý vị, pháp vô ký này tức là chỉ cho cái tâm vô ký, tâm quả hay tốt cũng có. Pháp vô ký mà làm duyên cho pháp thiện đó, là sắc pháp cũng có, mà pháp vô ký làm duyên cho pháp thiện là niết bàn cũng có. Cho nên pháp thiện nó sinh khởi nhờ cái pháp vô ký. Nó có những cái trường hợp, trước hết pháp thiện sinh khởi do nhờ pháp vô ký, làm cảnh duyên, làm cảnh trưởng duyên. Làm vô gián duyên được. Thí dụ như bây giờ một vị hữu học đắc được quả siêu thế, quả tu được quần tu đà mà nè, rồi vị đó khi mà suy xét lại cái quả siêu thế mà mình đã chứng đã đắc, là vị đó khởi lên cái tâm thiện hợp trí, tâm đại thiện hợp trí để phản kháng. Phản kháng ở đây có nghĩa là xét lại. Chữ kháng này không phải là chống đối, mà chữ kháng này có nghĩa là nhìn. Như chúng ta nói quý khán giả, chúng ta nói khán giả tức là cái người xem. Thành ra phản kháng có nghĩa là xem lại, xét lại. Thì khi một vị hữu học khởi lên cái tâm thiện, xét lại quả siêu thế mà mình đã chứng được, thì như vậy được gọi là tâm thiện sanh khởi nhờ cái pháp vô ký làm cảnh duyên. Hay là một vị hữu học khi mà phản kháng lại niết bàn, mình đã chứng, đã tỏ ngộ niết bàn là pháp vô ký, niết bàn làm cảnh cho cái pháp thiện này sanh khởi, thì trường hợp này cũng gọi là bằng cảnh duyên. Ở đây nếu mà pháp thiện sanh khởi mà do vô ký quả siêu thế, hay là do vô ký vô vi là niết bàn làm cảnh duyên, thì chúng ta nên hiểu đây cũng gọi là cảnh trưởng duyên. Ở đây chúng gọi là cảnh trưởng duyên. Rồi thứ hai nữa là pháp thị sinh khởi nhờ pháp vô ký làm cảnh trưởng duyên, như giống như cảnh duyên vậy đó. Nhưng mà trường hợp này bây giờ pháp thiện sanh khởi nhờ pháp vô ký trợ vô bằng vô gián duyên, như là trường hợp cái tâm, cái sắc đa tâm thiện, cái sắc đa động lực thiện thứ nhất sanh khởi là do nhờ cái sắc đa tâm đoán định, hay là tâm phân đoán của tâm bà ná. Tâm của tâm bà ná, cái sắc đa đó là tâm vô ký, tâm cây mô, nó trợ cho bằng cách là vô gián duyên. Rồi phát hiện động lực thiện thứ nhất ở trong cái lục ý sinh khởi là do nhờ tâm khai y môn trợ bằng cách vô gián duyên. Thứ ba là pháp thiện sinh khởi do nhờ pháp vô ký làm bậc tiền sanh y duyên, tức là chỉ cho sắc y vật, chỉ cho sắc y vật. Ở đây chỗ thú làm chỗ trú cho, làm chỗ nương cho tâm thiện sanh khởi. Thứ năm, pháp thiện sanh khởi nhờ pháp vô ký
làm vật cảnh tiền sanh y duyên, tức là chỉ cho cái pháp thiện trong lộ cận tử. Pháp thiện này lấy y vật cận tử làm cảnh mà cũng vừa làm chỗ nương, thì như vậy trường hợp đó chúng ta gọi là nhờ pháp phù ký làm vật cảnh tiền sanh y duyên. Thứ sáu, pháp thiện sanh khởi nhờ pháp vũ khí làm thường cận y duyên. Đó là trường hợp gì? Ở đây thưa quý vị, khi một người họ thân đồ chỗ ở sạch sẽ thoáng mát, chính cái sự thoáng mát của chỗ ở hay là y phục sạch sẽ làm cho cảm thọ lạc thoải mái, thì trường hợp này cũng trợ cho cái pháp thiện sanh lên được. Bởi vậy cho nên các vị hành giả tu tập có một số đa phần đó là trước khi mà vào đến giờ hành thiền, trước khi đó họ tắm rửa cho mát mẻ sạch sẽ rồi họ mới ngồi thiền. Thì như vậy trong trường hợp này chúng ta gọi là thường cận y duyên. Và ở đây cuối cùng là chúng ta phải hiểu rằng là thứ bảy đó, pháp thiện sanh khởi nhờ pháp vô ký làm cảnh tiền sanh duyên. Cảnh tiền sanh ở đây đó như là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Cảnh sắc do mắt thấy, có thể làm duyên, làm cảnh tiền sanh trợ cho tâm thiện sanh lên. Như chúng ta nhìn thấy cái tướng mạo khả kính của Đức Phật qua cái hình ảnh hay là tượng hay là cốt tượng, chúng ta khởi lên cái tâm thiện. Hoặc là tâm thiện sanh khởi do pháp vũ khí là cảnh thinh, làm cảnh tiền sanh duyên, như là tai mình nghe tụng kinh hoặc là mình nghe pháp thì mình sẽ khởi lên tâm thiện. Hơi mùi hoặc là vật thực ăn hoặc là sang tọa trú xứ, nó cũng có thể làm cảnh duyên, từ cảnh xúc làm cảnh tiền sanh cho tâm thiện sanh khởi. Đó là bảy duyên, và trong đó pháp thiện làm sở duyên sanh khởi do pháp vô ký làm năng trợ giúp. Thì kính thưa quý vị, người chưa có học phi diệu pháp, chưa có hiểu thì họ nghĩ rằng học phi diệu pháp nói trên trời dưới đất, nói như vậy là đâu có ý nghĩa gì tu tập. Nhưng mà thật ra khi mà chúng ta học nãy giờ không phải bằng lý thuyết, và chúng ta nghe, chúng ta nhớ cái đó rồi thì tự nhiên trong cuộc sống chúng ta xoay qua xoay lại, cái gì cũng có thể trợ giúp cho pháp thiện sanh khởi cả. Cái gì cũng có thể trợ giúp, trợ duyên cho pháp thiện sanh khởi cả. Cho nên chúng ta muốn tu tập
Pháp thị sở duyên thì chúng ta phải tìm hiểu pháp thị sở duyên do nhờ pháp thiện khác trợ giúp, hoặc pháp thị sở duyên sanh khởi do nhờ pháp bất thiện làm cảnh cũng được, mà pháp thiện sanh khởi do nhờ pháp vô ký danh vô ký sắc là cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, vô danh duyên và tiền sanh duyên, và cảnh tiền sanh duyên thường ở duyên cảnh tiền sanh duyên cũng được. Cho nên học nhiều pháp nó có nhiều và lợi điểm lắm, cái trí tuệ chúng ta bén nhạy, giống như khi mà chúng ta học về cái nghề võ thuật vậy. Không phải là chúng ta học cái cách mà nghĩa là ai đánh đâu mình đỡ đó không phải vậy, mà là chúng ta học căn bản ngay từ đầu để cho nội công thâm hậu. Lúc bây giờ chỉ cần một ngón tay đưa ra cũng có thể là chống đỡ được cái sự tấn công của người khác. Bởi vì tại sao vậy? Là bởi vì đã có sự luyện tập thường xuyên. Cũng như thế, cái trí tuệ của chúng ta khi mà chúng ta học viện pháp, lúc bây giờ chúng ta suy xét theo chiều thuận chiều nghịch từng khía cạnh một, chúng ta thấy rõ ràng là ở đây cái nào cũng có thể làm cho tâm thiện sinh khởi. Bây giờ ví dụ người Phật tử chúng ta không học viện pháp, chúng ta đi đến chùa, chúng ta nghĩ rằng chỉ có bỏ tiền ra làm phước cây tăng mới gọi là làm thiện, mới gọi là làm thiện. Nhưng mà người có học viện pháp thì họ thấy cái Phật muốn cho Phật thị sinh khởi nó có nhiều yếu tố, không phải chỉ có bỏ tiền ra làm phước đâu. Chúng ta đi đến chùa, chúng ta nhìn Đức Phật và chúng ta phát tâm quan hỷ, chúng ta đảnh lễ Đức Phật, hay là gặp vị trưởng lão, vị tỳ kheo hạ kích, cái hình ảnh đó làm cảnh duyên hay là cảnh tiền sanh duyên trợ cho tâm thiện mình sanh khởi cũng được. Hoặc là khi mà chúng ta bị phiền não, chúng ta bắt đầu suy xét, ồ phiền não này nó đang sanh, rồi phiền não này nó là danh vững bất thiện, là vô thường khổ vô ngã, chúng ta khởi lên tâm thiện cũng được, không sao hết. Cho nên ở đây thưa quý vị, bằng nhiều cách đó chúng ta rất là phong phú về cái phương pháp tu tập. Cho nên chúng ta hy vọng rằng là chúng ta sẽ tiếp tục học theo cách này trong 3 buổi học tới, trong 2 buổi học tới, để nói về pháp bất thiện sở duyên, pháp vô ký sở duyên. Lúc đó chúng ta sẽ có nhiều điều hay nữa. Đến đây thì chúng tôi vừa trình bày xong về pháp thiện sở duyên với 3 yếu tố sanh khởi, là nhờ pháp thiện sanh khởi, nhờ pháp thiện, pháp thiện sanh khởi nhờ pháp bất thiện, pháp thiện sanh khởi nhờ pháp vô ký. Bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc bài học này. Xin kính chúc tất cả quý học viên, chư tôn đức, quý tu nữ, chư Phật tử chúng ta được sự an vui tiến hóa. Nam mô Bổn Thầy. Sapamangalang rakhantu sapadevata sapabuddhana phavena sapathamana phavena sapasankha phavena sada soti bhavantu te. Tất cả phước báo của đức người cũng xin chư thiên hộ trì đức người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của các sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả tâm tính thành tâm báo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành mỹ mãn. Dạ sa thu sa thu lần thầy, dạ thay mặt đại chúng trang rung, con xin được thành kính trên ngài tuệ siêu đất từ bi hoan hỷ vào rung pháp cú kinh chuyên đề mỗi thứ bảy để giảng giải môn vi diệu pháp, để cho đệ tử chúng con được học và hành theo. Và kính con xin đây
tăng đệ chúng kính chúc ngài luôn an vui trong vẻ dồi dào. Nam mô Phật Thà Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sáng Kha Ya. Trong quá trình Phật vụ Phật pháp mà nếu con có tạo buổi xin